Thứ mật đen khác lạ được khai thác từ loại ong rừng trên vùng núi cao Ngọc Linh, dù có giá lên đến cả triệu đồng một lít vẫn khó mua vì chúng rất hiếm. Nếu như mật ong thường có vị ngọt với màu nâu cánh rán hoặc màu vàng đặc trưng, thì loại mật ong có màu đen, vị hơi đắng, trở nên khá mới lạ với nhiều người. Đây được coi là đặc sản hiếm có của vùng đất Tây Nguyên. Loại mật này chỉ có ở vùng núi cao trên đỉnh Ngọc Linh từ độ cao 1.400m so với mực nước biển, rất khó khai thác. Thêm nữa thì tổ mật ong đắng thường rất nhỏ, cho sản lượng mật ít nên chúng được người sành ăn săn lùng mỗi khi đến mùa. Một đầu mối khác chuyên bán dược liệu ở Con Tum chia sẻ, từ lâu thì vùng núi Ngọc Linh là nơi sinh trưởng của loài sâm quý hiếm, được người dân dùng để bồi bổ và chữa bệnh. Vì vậy mật của hoa sâm Ngọc Linh luôn được săn lùng. Thậm chí cả mùa mới gom được một vài lít để dùng trong gia đình chứ không có để bán. Những năm gần đây thì để lấy được mật, người dân phải lặn lội trong rừng sâu núi thẳm hơn nữa tổ mật ong này thường rất nhỏ, chỉ cho khoảng 300 đến 600 ml mật một tổ năm. Do vậy gom lâu mới có đến 1 đến 2 lít. Tính ra thì mỗi mùa chỉ thu gom được vài chục lít mật ong sâm Ngọc Linh. Bên cạnh tên gọi mật ong đắng thì nhiều người còn gọi là mật ong hoa sâm Ngọc Linh. Tuy vậy không phải vị đắng ngắt mà người ăn sẽ cảm thấy đắng nhẹ nơi đầu lưỡi, sau đó có vị ngọt thanh, thơm mát nơi cuống họng giống như đang ăn sâm.